Được rồi, mời vào. Một người thôi ạ. Được, nhưng cô phải vứt nó đi. Không được đem đồ ăn vào rạp. Tôi vừa mua nó thôi mà, làm ơn đi. Nếu cầm cái này thì còn lâu mình mới được vào. Mình sẽ phải giấu giếm một chút. Nhìn hai quả cầu tua rua của mình nè. Mình là một hoạt náo viên đấy, thấy không? Đội mình cố lên. Yeah. Của tôi một bé. Bộ đồ trông hơi lạ để đi xem phim đấy. Nhưng tôi thích nó. Cảm ơn. Chúc xem phim vui vẻ nhé quý cô. Trời, mình đang có hứng tiệc tùng quá đi mất. Ở đây có tiệc này. Thật đấy hả? Làm gì mà khó khăn thế? Hay là... thử lén mang đồ ăn vào đó đi. Chờ một chút. Các quý ông đây vừa cho mình một ý hay á. Ngon lành. Đáng lẽ phải mang hai bình luôn. Không biết đọc hả em kia? Thôi đành vậy. Thưa cô, liệu tôi có được vào trong không ạ? Ờ, chắc chắn là được rồi thưa quý ngài. Xin chân thành cảm tạ. Dễ hơn mình tưởng nhiều. Vậy là có thể nếm tí mỗi khi thèm rồi. Thêm một miếng nữa nào. Mỗi người một sở thích mà nhỉ. Chào anh, tụi em vào bể bơi nhé. Dạ, không được mang cái gì vào luôn ạ. Thế nên thùng rác mới nằm đây để em trai. Trời, thế này thì chán chết. Anh ơi, trong bể bơi còn chỗ không ạ? Có, nhưng không được mang nước ngọt vào đâu. Cho vào thùng rác đi em gái. Anh bị điên rồi hả? Nghĩ sao mà bắt lãng phí đồ ăn vậy? Cái gì đây ta? Câu trả lời tự nhiên lại sáng tỏ rồi nè. Đợi tí nhé. Trước tiên là cởi băng đô ra và kéo chút tóc xuống mặt. Đặt lon nước lên trên, cuốn tóc về sau và cài chắc với kẹp tăm. Rồi buộc băng đô lại. Dễ thế nhỉ? Cùng lừa anh bảo vệ nào. Chúc tớ may mắn đi. Chỉ có khăn tắm thôi ạ. Giờ em vào được cho anh. Có giấu gì trong này không thế? Em còn nói dối anh đâu. Bye bye. Ê, Thomas ơi, cậu đang khát lắm hả? Có vẻ đã đến lúc thích hợp để mở món nước mát lạnh rồi. Cái trò gì mà đỉnh thế? Có chí thì nên thôi ấy mà. Đỉnh cả người luôn. Cho tớ ngụm với. Ừ, được chứ. Uống còn ngon hơn cả bình thường ấy. Cảm ơn nha. Không có gì đâu. Ai mà chẳng thích thứ sáu nhỉ? Wow! Các em không đọc nội quy à? Giờ đưa cho thầy. Đây ạ. Chán quá đi mất. Cái ngày này càng lúc càng buồn. Lúc nào chả thế? Sao mà nóng thế nhỉ? Chờ chút. Mình biết rồi. Nhìn đây. Dính băng dính hai mặt lên kẹo. Và bùng. Dán hết lên nào. Thông minh vậy mới là giáo viên được chứ. Tớ không thể chờ đến tận bữa trưa được. Chào các em. Hôm nay vô cùng đặc biệt đấy nhé. Ý thầy là làm kiểm tra hả? Ôi trời, không được.
Vâng, hôm nay làm kiểm tra nha các em. Đây, em xin. Không được gian lận nhé. Trừ mình ra, ăn kiêng gì tầm này nữa. Xem kho tàng bí mật của tôi đây. Bắt đầu với món mình yêu nè. Cậu có ngửi thấy không? Mùi sô-cô-la hả? Nhong nhong. Hey Jones. Gì? Tập trung làm bài đi các trò. Không là thầy phạt đấy. Đúng là bất công nhất trên đời. Nhà hàng này đẹp quá. Mình nghe nói ăn ở đây rất ngon. Chị ơi, thực đơn của cô đây. Họ nấu đồ ăn bằng vàng à? Giá đắt bằng cả gia tài luôn. Đợi thêm chút nữa nhé. Có món nào dưới 20 đô không? Chính là nó nâng lọc cho bữa trưa. Còn gì xấu hổ hơn không kia chứ? Một ly nước máy ư? Cảm ơn. Eo ơi, cô ấy bị sao thế nhỉ? Gái ơi, xin lỗi nhé, tớ đến trễ. Thực đơn đấy ạ. Không cần đâu. À, tất nhiên rồi. Cô ấy đi trước vậy. Vì tớ có đem theo đồ ăn rồi. Ai ăn choco pie không nào? Chỗ này giá cắt cổ luôn ý. Để ăn vụng trong một nhà hàng xa xỉ. Chỉ cần dán đồ ăn lên người bạn thôi. Nó giống như ngăn đựng kẹo bí mật đấy. Nhưng hãy chắc chắn rằng cái váy đã che hết mọi thứ nhé. Cậu muốn ăn không? Để tớ xem mình còn thứ gì nào. Đây này. Lấy nhanh đi. Tớ nợ cậu lần này đấy. Ôi, thoải mái hết cả người. À. Tôi đến đây. Tí thì toàn. Dừng lại đó. Nhưng em mới mua thôi ạ. Lệnh cấm này thật là bất công mà. Gì vậy? Này, để tôi kiểm tra cái nào. Ai mà đẹp trai quá vậy ta? Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung tí. Tận hưởng bữa tiệc nhé. Trò này thành công quá xá luôn. Này Bella, để tôi kể cho cậu nghe cái này hay lắm. Cậu chỉ cần một quả dưa hấu nhỏ và chút kẹo xịt tóc màu bạc. Giờ quả dưa này trông khác hẳn luôn. Đến phần hay ho rồi đây. Dính các miếng gương nhỏ như vậy lên quả dưa hấu nào. Miếng đầu xong. Và một đống miếng khác nữa. Vậy đây là dưa hấu á hả gái? Cậu đúng là thiên tài đó Bella. À, món này đúng là hoàn hảo cho các bữa tiệc. Đồng thanh, tiệc dưa hấu nào. Sao cỡ, hơn cả nàng. Chà, túi đựng vũ trì của mình đâu rồi? Mình cần ăn vặt trước khi vào học. Và cái này có nghĩa là không được đem đồ ăn vào lớp. Này, thầy vừa nói gì đấy? Không được ăn trong lớp. Nhìn cậu ấy kìa, sắp sửa đến nơi rồi, sao thầy lại? Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Đeo kính vô lại và chuẩn bị xem điều kỳ diệu này. Tuyệt vời, giờ thì ngửa ra xong nào. Đầu tiên tớ sẽ dùng cái này. Tớ sẽ xịt một đường viền thật đẹp quanh gọng kính. Vòng hết luôn, như này này. Wow, cậu làm hay. Ôi trời, đúng vậy, nhắm chặt mắt lại đi. Chúng ta cần rất nhiều kẹo sprinkles. Giờ thì rũ hết phần thừa đi. Thế là xong, giờ kính của cậu là một tác phẩm nghệ thuật ăn được đấy. Tuyệt, trông cậu đỉnh quá, y như tớ vậy. Tớ chụp hình nhé. Đến lúc nếm thử món đồ ăn vặt trên kính này rồi. Ồ, ngon tuyệt. Thầy nhớ chụp cả cô ấy nữa nhé. Được, thôi, chụp này. Khỏe gọng kính đi cô gái.